Hoàng Anh xin giới thiệu với quý vị một căn nhà lô góc hai mặt thoáng tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với vị trí cái căn nhà này thì rất là gần với phố Lụa, gần với cầu Am, gần với lại trục đường Quang Trung lên Nguyễn Trãi, gần với lại trục đường Lê Văn Lương bị kéo dài. Và với cái căn nhà này thì ngõ thông và thoáng nha quý vị, gần với lại trường mầm non cấp 1, cấp 2 Vạn Phúc. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế diện tích 38m², thiết kế 4 tầng rất hợp lý với cái căn lô góc. Ở đây thì có 2 căn và giá chào bán thì cả của 2 căn này thì giá từ 4 tỷ 750 triệu đồng một căn thường và căn lô góc là 4 tỷ 900 triệu nha quý vị. Tất cả mọi cái thông số giá bán, hướng nhà thì là hướng đông nam, ngõ trước nhà thực tế cách với đường ô tô đi lại 50m, và với cái ngõ này thì là ngõ thông, cách với khoảng tầm 100m là ra tới trường trung học cơ sở Vạn Phúc. Và với cái căn nhà lô góc này thì cực kỳ thoáng, hướng đông nam, mùa đông thì ấm mà mùa hè thì rất là mát quý vị ạ. Với cái thiết kế 38m², tuy nhiên xây dựng thực tế thì nó khoảng tầm 40m. Mời người theo em vào khám phá cụ thể cái căn nhà này với cái vị trí đi lại gần như là trung tâm của Hà Đông, gần với lại cầu Đen, cầu Trắng, gần với bệnh viện Đa Khoa, gần với lại cầu Trắng Hà Đông đi lên theo cái trục đường Nguyễn Trãi Thanh Xuân rất là hợp lý. Và từ cái vị trí này quý vị cũng có thể đi theo cái trục đường Lê Văn Lương kéo dài đi làm rất là ok. Pháp lý đầy đủ, chuẩn chỉnh, diện tích từ 34 cho tới 38m². Căn nhà này thì diện tích là 38m², xây dựng thực tế thì khoảng tầm 40. Và đây là phần tầng 1, Ngọc Ánh đang đứng. Toàn bộ cái phần mặt tiền của ngôi nhà thì được ốp đá granite, cửa chính thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách. Với cái thiết kế ở hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ theo đúng như cái căn nhà này, thì quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Phần gạch lát nền thì là vân đá kích thước gạch 60-60. Mặt tiền của ngôi nhà này thì nó hơn 4m, rất là rộng, rất là thoáng. Và cái căn nhà này bởi diện tích rộng cho nên nó cũng có là chiều sâu mọi người ạ. Mời theo em vào khám phá tiếp theo. Đây là cái phần phòng bếp. Thì ở đây với cái phần lô góc, ưu điểm của lô góc bao giờ nó cũng sẽ bị đắt hơn so với lại lô thường. Bởi vì sao ạ? Cửa sổ mở ra vĩnh viễn thông thoáng. Ở đây nó có một cái cửa ngách. Và ở phòng bếp thì có một chiếc cửa sổ đây nhá mọi người. Đó, rất là thoáng, nấu nướng rồi mọi cái. Và đây là cái phần toàn bộ không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với không gian phòng bếp này thì ở đây thiết kế toàn bộ là gỗ MDF màu trắng. Xung quanh bếp thì ốp gạch bông. Đây là cái phần để tủ lạnh. Thực ra ấy, với cái cụm Vạn Phúc hai căn này, trước đó Ngọc Ánh đã quay cái căn lô thường cho quý vị rồi. Tuy nhiên với rất nhiều khách hàng cũng muốn hỏi luôn là thế căn lô góc thiết kế ra làm sao, thì trong video này Ngọc Ánh sẽ quay. Bởi vì căn kia với căn này thì nó vẫn có sự khác nhau một chút ít. Đây là cái phần lô góc cho nên quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Ngọc Ánh review chi tiết về cái căn nhà từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế. Với không gian phòng bếp ở đây thì quý vị có thể yên tâm để một bộ bàn ăn rất là hợp lý đó. Còn nếu như mà nhà mà có khách ấy, thì cũng có thể thiết kế được 2 mâm cỗ mọi người nhé. Đây là phần phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1. Sử dụng cho phần tầng 1 đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Ở đây thì với cái căn nhà này là có một cái bể ngầm 2 khối 8, một cái bồn 1 khối ở trên tầng 4 và có hệ thống máy bơm nước ở đây tự động bơm nước khi mà hết nước. Với cái phần ngăn cách cầu thang, với cái phần cửa chính thì ở đây có một cái vách lam CNC rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen granite. Vậy thì Ngọc Ánh đã review chi tiết đường hướng giá căn nhà này lô góc hai mặt thoáng, giá bán 4 tỷ 900 triệu đồng, có thương lượng và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Căn lô thường bên kia 4 tỷ 750 triệu. Giá hiện tại Ngọc Ánh đang chào là giá bán từ chủ đầu tư. Mời quý theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là cái phần phòng ngủ ở phía bên trong của ngôi nhà. Cửa sổ thông thoáng nha quý vị. Đó.
ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Với cái phòng ngủ rộng này thì rất là dễ dàng kê đồ nội thất ở phía bên trong. Trên phía tầng 2 thì chủ nhà không lát sàn gỗ mà lát gạch gỗ mọi người ạ. Gạch gỗ kích thước gạch 60-60. Với cái vị trí căn nhà này ấy, nó cách với lại cầu An nó khoảng tầm 500m, cách với lại làng lụa Vạn Phúc ấy nó khoảng tầm 600m tính từ cầu An đi lên quý vị nhá. Giao thông đi lại rồi những cái tiện ích cơ sở vật chất mọi cái xung quanh đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà quý vị mua nhà mong muốn: ngõ thông, đường thoáng, ô tô đỗ gần. Đây là cái phần hành lang đi vào giữa hai phòng. Ở đây, đây, cửa sổ đây, thông thoáng ở phần hành lang giữa hai phòng. Và đây là cái phòng ngủ ở phía bên ngoài. Phòng ngủ ở phía bên ngoài có ban công thực tế bước được ra bên ngoài đây quý vị nhé. Này, rất là rộng. Quý vị nào mà muốn cần tham khảo cái căn nhà này cần xem sổ trước, ngoài sẽ gửi sổ cho quý vị xem trước khi quý vị đi xem nhà được nhá. Yên tâm, không dính bất kỳ một quy hoạch nào cũng như không lỗi bất kỳ một phong thủy nào cả. Đây là cái phần tầng 2 của ngôi nhà. Riêng cái phòng ngủ này thì mọi người có thể nhìn thực tế này, cửa sổ này, cửa ban công này, ở đây này, cửa ngách vô cùng thoáng, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng này rất là nhiều. Đó, gạch lát nè. Trên tầng 3 thiết kế như thế nào thì sau đây xin mời mọi người theo em lên khám phá tầng 3 nhé. Ngoài ra phần tầng 2 ấy, thì còn một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng sử dụng cho hai phòng ngủ. Ở đây thì là đầu chờ bình nóng lạnh này, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, lavabo cho quý vị. Và đây, mời quý theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2. Như vậy, với cái căn nhà 38m² này, thiết kế xây dựng 4 tầng, có 4 phòng ngủ riêng biệt. Ở phía dưới tầng 1, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Ở trên phía tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng thiết kế 2 phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau, 1 phòng vệ sinh sử dụng ở giữa cho 2 tầng. Tất cả các phòng ngủ đều được lát gạch gỗ, thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng. Vị trí thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Gần như là cái phường này là phường trung tâm của quận Hà Đông nha mọi người. Đó. Pháp lý sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà ngay theo đúng như hiện trạng. Phòng rất là rộng, tất cả các cửa thông phòng thiết kế toàn bộ đều là cửa gỗ. Nhà vệ sinh thiết kế đầy đủ thông số, đầy đủ cái thiết bị sử dụng cho từng tầng. Vị trí đi lại thuận tiện, cách với đường ô tô 50m. 50m quý vị có thể để xe ngày đêm thoải mái, gần với chợ, trường, phường trạm, giao thông đi lại quá là ok với cái vị trí căn nhà này. Sau đây mời mời theo em lên khám phá tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Bước lên trên phía tầng 4 ở đây có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và ở phía tầng 4 thì thiết kế ở đây cho mình là một khu vực để riêng máy giặt, đầu chờ, sàn thoát nước, gạch lát nền riêng, phân biệt riêng. Ở trên phía tầng 4 thì ở đây thiết kế một phòng riêng để quý vị có thể làm phòng thờ, làm việc tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình. Trên phía tầng 4 cũng được thiết kế ban công mở hiện đại, rất là thoáng. Đó. Và phần còn lại chính là phần sân phơi. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà, rất là rộng quý vị nhé. Đây, mọi người có thể nhìn thực tế cái phần sân phơi đây. Wow, siêu rộng nha. Xung quanh dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Vị trí dân trí cao. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin về cái căn nhà Vạn Phúc này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.